Tiến Trung Ánh Dương xin chào các bạn. Tiến Trung Ánh Dương đã giới thiệu tới các bạn các khóa tiếng Trung giao tiếp theo giáo trình Hán ngữ 1 và Hán ngữ 2. Và hôm nay, Tiến Trung Ánh Dương tiếp tục giới thiệu tới các bạn khóa tiếng Trung giao tiếp theo giáo trình Hán ngữ 3. Ở giáo trình Hán ngữ 3, chúng ta sẽ được học rất nhiều kiến thức ngữ pháp. Và hôm nay chúng ta cùng nhau bắt đầu vào bài số 1 của giáo trình này với tiêu đề bài học là Ủa bí nỉ cầm sĩ khoan yên yuệ. Ủa bí nỉ cầm sĩ khoan yên yuệ. Tôi thích âm nhạc hơn bạn. Đây là một dạng câu so sánh và đây cũng chính là ngữ pháp chính của bài học hôm nay. Mời các bạn cùng bắt đầu vào bài học nhé. Mời các bạn cùng bắt đầu bài học với phần từ mới. Các bạn hãy mở trang số 3, số 4 trong giáo trình Hán ngữ 3 và đừng quên chuẩn bị một cuốn vở và chiếc bút để chúng ta có thể ghi chép lại nội dung quan trọng của bài học. Các bạn hãy quan sát bảng từ mới sau, nghe và đọc to theo mình. Từ mới thứ nhất, biên hoa, sủ chia, hái, bỉ, rấn khẩu, truy, chứng sư, dân gia, kiến trúc, quá khứ, biên, cân, phiêu lạc, đông thiên, nguồn hộ, khở sư, nguồn chi, thiên chi, yu bào, chi vân, cao, tu, u zi, cảm chứa, gia thiêng, lữ quán, phan tiện, mí, quang, dễ sử, cổ điển, hiện đại, sư kia, miếng chữ. Từ mới 35, miếng cơ, liếu xiếng, cơ chữ, niên chinh, cơ chữ, dầu xia, giáo yuẩn. Trong bài học hôm nay có tới 41 từ mới, lượng từ mới khá dài đúng không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nghĩa và cách sử dụng của những từ mới bài học hôm nay. Và những từ mới trọng tâm thì mình sẽ giảng kỹ hơn ở phần sau. Thứ nhất là có từ biên hoa, có nghĩa là thay đổi. Từ này vừa là động từ vừa là danh từ. Ở phần sau mình sẽ giảng kỹ và phân biệt với các bạn, cho các bạn với từ 11 là từ biên. Từ mới số 2, sủ chia đây là danh từ có nghĩa là nghỉ hè, và các bạn muốn nói là động từ được nghỉ hè mình sẽ nói là phăng sủ chia có nghĩa là được nghỉ hè. Câu từ mới số 3, hái là một phó từ còn vẫn. Ở bài hôm nay chúng ta sẽ được sử dụng trong câu so sánh chữ bỉ là từ mới số 4. Ngoài ra ở những bài trước các bạn đã được học sử dụng cái phó từ này rồi. Ví dụ như còn mua cái khác không, các bạn còn nhớ nói thế nào ạ? Hái mãi, bía tợ ma, còn tham gia không? Hái chủy, chan chia ma, vân vân. Từ mới số 4 thì câu so sánh chữ bỉ ở phần ngữ pháp chúng ta sẽ được học. Số 5, rấn khẩu là danh từ, dân số. Ví dụ như dân số ở thành phố Hà Nội sẽ là gì các bạn? Hứa này, chẳng sư, rấn khẩu. Các bạn có thể ghép vào từ mới số 7, chẳng sư là thành phố. Chúng ta có thành phố Hà Nội là hứa này, chẳng sư, và nói tắt là hứa này sư. Từ mới số 6, truy, nhất. Chúng ta đã được học ở Hán ngữ 2 rồi, truy thường đứng trước tính từ để thể hiện là cái gì đó nhất. Ví dụ như chửi hảo có nghĩa là tốt nhất, chửi xỉ hoàn có nghĩa là thích nhất, vân vân. Từ mới số 8, chân chia, đây là một động từ. Chúng ta có thể kết hợp với từ mới số 9 là chiên chủ. Ví dụ mọc lên rất là nhiều kiến trúc mới hoặc là tăng lên rất nhiều kiến trúc mới sẽ nói là gì các bạn? Chân chia khẩn tua xin chiên trụ. Chân chia khẩn tua xin chiên trụ. Từ mới số 10, quá khứ. Quá khứ có nghĩa là quá khứ, trước đây, chúng ta có thể dịch là trước đây hoặc quá khứ. Ví dụ như chúng ta có thể nói là Hà Nội trước đây và Hà Nội bây giờ, thì Hà Nội bây giờ sẽ là xin trải tợ khứa này, còn Hà Nội trước đây là quá khứ đó, khứa này. Từ mới số 11, biển. Mình sẽ phân biệt với từ mới số 1. Từ mới số 12, cân, càng.
Câm này thì phần sau cũng sẽ được sử dụng trong câu so sánh giữa bỉ. Ngoài ra thì cái phó từ câm này cũng thường đứng trước tính từ để thể hiện mức độ cao. Ví dụ như là câm rửa có nghĩa là càng nóng, câm lỏng càng lạnh, câm xỉ hoàn càng thích. Từ mới số 13, pheo lẹo, xinh đẹp. Từ này cũng nói rồi, hẳn pheo lẹo có nghĩa là rất xinh đẹp. 14, tung thiên, mùa đông. Ở một vài bài sau nữa các bạn sẽ được học cả bốn mùa trong năm. Ví dụ mình có thể nói mùa đông rất là lạnh, tung thiên khấn lẫm. Mùa đông rất ấm áp, tung thiên hấn nõn khổ. Kết hợp với từ mới số 15 là nõn khổ. Từ mới số 16 cửa sử là nhưng. Cái liên từ này đã được phân biệt ở một số bài trước. Nó gần cách sử dụng của nó gần giống như từ tan sử, nhưng mà khở sử thì mức độ chuyển ngoặt của nó nhẹ nhàng hơn và có thể dịch là chẳng qua là. Ví dụ như tôi rất muốn đi, có điều là rất là quá bận thì sẽ nói thế nào? 我很想去，可是工作太忙. Nhưng mà công việc quá bận. Từ mới số 17, nọn chỉ. Nọn chỉ ở đây có nghĩa là lò sưởi. Thường ở các nước Bắc, ở một số vùng tỉnh ở phía Bắc Trung Quốc ấy, thì không khí rất là lạnh. Vì vậy mà ở gia đình hoặc là các cái khách sạn họ thường lắp cái hệ thống lò sưởi này. Thì chúng ta sẽ gọi là nọn chỉ. Từ mới số 18, thiên chỉ, thời tiết. Thiên chỉ预报 có nghĩa là gì các bạn? Dự báo thời tiết. Bạn thường xem dự báo thời tiết không? Sẽ là 你常看天气预报吗? 你常看天气预报吗? Tiếp theo, từ mới số 20, chỉ vân. Chỉ vân ở đây có nghĩa là nhiệt độ. Ví dụ như hôm nay nhiệt độ rất là cao, chi thiên chỉ vân hẳn cao. Hoặc hôm nay nhiệt độ là 35 độ, chi thiên chỉ vân sử 35 độ. Các bạn kết hợp với từ mới số 22. Tủ ở đây là độ, 35 độ là 35 tủ, 0 độ là gì? Lính tủ. Vậy các bạn biết cách nói nhiệt độ âm không ạ? Ví dụ các nước vùng lạnh thì sẽ có ví dụ âm 2 độ sẽ là lính xả lẻng tủ. Lính có nghĩa là số 0, lính xả tức là dưới 0, lính xả lẻng tủ có nghĩa là âm 2 độ. Từ 23 chúng ta có từ u zi có nghĩa là phòng căn phòng, cũng là nói bằng từ phóng chiên. Từ mới 24, cảm chế. Từ này có nghĩa là cảm giác, vừa là động từ, vừa là danh từ. Cảm giác, cảm thấy, ở phần sau mình sẽ giảng kỹ hơn. 25, 26, 27. Gia thiếng là gia đình, thế còn các địa điểm như旅馆 là khách sạn, phan tiện, chúng ta có thể dịch là nhà hàng hoặc là quán cơm. Từ mới 28, mí, có nghĩa là mê. Mê mẩn một cái gì đấy, đam mê say sưa một cái gì đó. Ở phần sau mình giảng kỹ hơn cách dùng của từ mới 28 và 29. 29 đó là quang. Từ mới 30,也许, có lẽ. Chúng ta cũng có thể dịch là có thể, dùng để mình phán đoán một cái tình huống nào đó. Ở phần sau mình sẽ có ví dụ cho các bạn. 31, 32, 33, 34 đều liên quan tới âm nhạc. Cố điển ở đây có nghĩa là cổ điển và ngược lại là gì? Hiện tại. Cố điển là phản义 词, có nghĩa là từ ngược lại của cố điển. Sử现在 có nghĩa là hiện đại. 33, sư chia, thế giới. Và chúng ta có từ khoán yếu sư chia, có nghĩa là du lịch vòng quanh thế giới. Khoán yếu sư chia. 34, miếng chữ. Miếng chữ, chưa sư. Yếu miếng tự cơ chữ, có nghĩa là nói tắt của gì? Khúc hát nổi tiếng, miếng chữ. Chính là dầu miếng tờ cơ chữ. 35, mín cưa. Mín cưa, dân ca. Ví dụ như chúng ta ở Việt Nam có quan họ Bắc Ninh đấy, thì chúng ta có thể nói là bảy nín mín cưa. Bảy nín mín cưa. Liếu xiếng là lưu hành, thịnh hành. Liếu xiếng cơ chữ tức là các ca khúc lưu hành, các ca khúc thịnh hành hiện nay. Liếu xiếng cơ chữ. 38, nén chiêng. Nén chiêng là tính từ là trẻ trung. Ví dụ có một người nào đó khen bạn là ê, ní hẳn nén chiêng. Ní hẳn nén chiêng có nghĩa là bạn rất là trẻ. Hoặc các bạn cũng có thể khen người khác ní hẳn nén chiêng. Ngoài ra nén chiêng kết hợp từ rấn thì các bạn sẽ có từ nghĩa là chỉ thanh niên,
giới trẻ, niên chinh rấn có nghĩa là thanh niên hoặc là giới trẻ. Niên chinh rấn đâu hấn xí hoàn thiên liếu xính cơ chủ. Các bạn thử dịch câu này trong tiếng Việt hộ mình ạ. À. Niên chinh rấn hấn xí hoàn thiên liếu xính cơ chủ. Từ mới 39 cơ sứ. Cơ sứ có nghĩa là lời bài hát. Sứ đây có nghĩa là lời đấy. Dỗ xia, đây là một đại từ có thể dùng để thay thế cho người hoặc vật. Ví dụ như các bạn có thể nói là có một số người thì không thích tham gia, dỗ xia rấn bù xỉ hoan chan chia. Như vậy dỗ xia có thể cộng với danh từ chỉ người hoặc là vật ở phía sau. Ví dụ như dỗ xia sự, một số sự việc, dỗ xia sự bù nâng xua chu lái, một số việc thì không thể nói ra được. Từ mới số 41, giáo huyền, đây là tính từ có nghĩa là xa xôi. Ví dụ như chúng ta có thể nói giáo huyền tận tỷ phàm, giáo huyền tận tỷ phàm có nghĩa là nơi xa xôi ấy, nơi xa xôi. Sau đây mình sẽ phân biệt cho các bạn từ biên họa và từ biển. Thứ nhất là biên họa thì vừa là động từ vừa là danh từ, có nghĩa là thay đổi, sự thay đổi. Các bạn sẽ xem ví dụ này. Shanghai zhe qi nian biên hua hen da. Shanghai zhe qi nian biên hua hen da. Thượng Hải mấy năm nay thay đổi rất là nhiều. Vậy ở đây biên hua đây các bạn sẽ là động từ hay là danh từ? Nó là động từ các bạn nhé. Biên hua hen da có nghĩa là thay đổi rất là nhiều. Ở ví dụ thứ hai, Trung Quốc de biên hua hen da. Sự thay đổi của Trung Quốc rất là lớn, vậy biên họa ở đây sẽ là danh từ. Trung Quốc tạo biên họa có nghĩa là sự thay đổi của Trung Quốc. Còn biển, biển thì chỉ là động từ thôi và cũng có nghĩa là thay đổi hoặc biến cái gì đó. Ví dụ như tha biển là khẩn tua, tha biển là khẩn tua có nghĩa là anh ấy thay đổi rất là nhiều. Thông thường khi sử dụng làm động từ thì chúng ta sẽ thường sử dụng từ biên hơn là từ biên họa. Đây các bạn sẽ thấy này, tôi muốn trở thành một người tốt, người ta cũng thường sử dụng đơn âm tiết thôi là từ biển. Ủa xiềng biển chẳng ý cơ hảo rấn. Ủa xiềng biển chẳng ý cơ hảo rấn. Hảo rấn ở đây có nghĩa là người tốt và chúng ta sẽ để ý cụm từ biển chẳng có nghĩa là trở thành, biến thành. Ngoài ra thì biên có một cách sử dụng rất là đặc biệt mà biên hoa không thể sử dụng được. Đó là biên có thể cộng trực tiếp với một số tính từ, có nghĩa là trở lên cái gì đấy. Các bạn có thể thấy như biển lặng có nghĩa là trở lạnh. Hôm nay trời trở lạnh, chín thiên, thiên chỉ biển lặng lơ. Chín thiên, thiên chỉ biển lặng lơ. Hay là biên hoài có nghĩa là trở lên xấu xa. Tha ý chiên biên hoài lơ, anh ấy đã trở lên xấu xa rồi. Tha ý chiên biên hoài lơ. Tiếp theo chúng ta cùng đến với từ cản chứa. Cản chứa ở đây vừa là động từ vừa là danh từ, có nghĩa là cảm thấy và cảm giác. Từ cản chứa ở đây thì cũng gần bằng với từ chứa đựng, đều có nghĩa là gì? Những tác động khách quan ở bên ngoài tác động vào bạn và khiến cho bạn có cảm giác gì đó thì chúng ta sẽ dùng từ cản chứa. Ví dụ, 你知道我的感觉吗? Bạn hiểu được cảm giác của tôi không? Thì cản chứa ở đây là danh từ nhé. Ủa tờ cản chứa có nghĩa là cảm giác của tôi. Hay là động từ này, ủa cản chế tha biên lở, thì ở đây cản chế là động từ. Tôi cảm thấy anh ấy thay đổi rồi, ủa cản chế tha biên lở. Tiếp theo các bạn cùng học cách sử dụng của động từ mí. Cách sử dụng thứ nhất là mí thường đứng sau danh từ, thì có nghĩa là fan hoặc người đam mê cái gì đấy. Ví dụ như chúng ta có yên nhuệ mí, đấy, có nghĩa là fan âm nhạc, người đam mê âm nhạc. Hay có chú chiếu mí, có nghĩa là người mê bóng đá. Tôi là một người rất là mê bóng đá, ủa sử chú chiếu mí. Ngoài ra thì mí có thể kết hợp với bổ ngữ kết quả sẵn cộng với danh từ có nghĩa là đam mê một cái gì đó. Ví dụ, của mí sẵn lơ nỉ, anh đã say mê em rồi. Đấy, các bạn sẽ thấy có mí sẵn lơ nỉ, có nghĩa là say mê em. Ngoài ra, ví dụ chúng ta có mí lù, có nghĩa là lạc đường. Của mí lù là tôi lạc đường rồi. Tiếp theo, chúng ta học cách sử dụng của quang. Quang ở đây có nghĩa là riêng. Chỉ thì cách sử dụng chủ yếu của nó là quang thường đứng trước danh từ có nghĩa là riêng cái gì đó. Ví dụ, chờ lì quang xuế phẩy chiều san hoàn lở. Ở đây, riêng học phí đã 30.000 tệ rồi thì các bạn sẽ thấy quang đứng trước danh từ xuế phẩy. Quang xuế phẩy có nghĩa là riêng tiền học phí. Đấy. Ngoài ra thì quang cũng có một cách sử dụng khác là có thể đứng trước động từ, nghĩa là chỉ làm cái gì đó thì trong trường hợp này có thể thay thế bằng từ chữ là chỉ chúng ta đã học rồi đấy.
Quang chư chai bù xỉng. Quang chư chai bù xỉng. Chỉ ăn vã thức ăn là không được. Vậy các bạn sẽ thấy đứng trước động từ chư. Quang chư chai có nghĩa là chỉ ăn thức ăn. Tiếp theo chúng ta học cách sử dụng của也许, phó từ也许có nghĩa là có lẽ, có thể, dùng để phán đoán. Đây, cách sử dụng thứ nhất này. 也许是因为他，我才是今天的我。Có lẽ là vì anh ấy, 也许是因为他，我才是今天的我，tôi mới là tôi của ngày hôm nay. Hay ngoài ra các bạn có thể lặp lại 也许hai lần ở hai vế câu dùng để phán đoán. Ví dụ, 也许他知道，也许他不知道，nghĩa là gì? Có thể anh ấy biết, cũng có thể anh ấy không biết. 也许他知道，也许他不知道。Ví dụ như có thể anh ấy tới, cũng có thể anh ấy không tới. 也许他来，也许他不来。Bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng nhau chuyển sang phần ngữ pháp của bài số 1 trong giáo trình Hàn ngữ 3. Ngữ pháp bài học hôm nay chính là phần thứ nhất, câu so sánh chữ bỉ. Câu so sánh chữ bỉ thường dùng để chỉ so sánh hơn. Các bạn sẽ cùng xem một số mẫu câu liên quan đến so sánh chữ bỉ nhé. Cách thứ nhất, các bạn sẽ có mẫu câu là A có tính chất gì hơn B, sẽ là A bỉ B cộng với tính từ. Ví dụ, tha bỉ của cao. Tha bỉ của cao có nghĩa là anh ấy cao hơn tôi. Hay ví dụ như anh ấy thông minh hơn tôi, tha bỉ của chung miếng. Anh ấy đẹp trai hơn tôi, tha bỉ của xoài, vân vân. Chúng ta có thể có cách so sánh thứ hai, đó là các bạn so sánh cụ thể ở mức độ A có tính chất gì đó hơn B ít hay là nhiều, thì chúng ta sẽ sử dụng từ y tiển có nghĩa là ít, tợ tua hoặc tua lở có nghĩa là nhiều. Ví dụ, ủa bỉ tha cao y tiễn, ủa bỉ tha cao y tiễn, tôi cao hơn anh ấy một chút. Hay các bạn có thể so sánh ở mức độ chênh lệch cao hơn. Chín thiên bỉ chúa thiên lẩn tợ tua, chín thiên bỉ chúa thiên lẩn tợ tua. Thì ở đây có nghĩa là hôm nay lạnh hơn hôm qua rất là nhiều. Các bạn sẽ chú ý cụm lẩn tợ tua. Nghĩa là lạnh hơn rất nhiều. Và ở đây A là chinh thiên, B là chúa thiên. Dạng cấu trúc so sánh thứ ba đó là A bỉ B cộng với tính từ, và đằng sau các bạn có thể so sánh chênh lệch với số lượng cụ thể, thường kết hợp với cụm số lượng từ. Ví dụ, chinh thiên bỉ chúa thiên cao san tụ, hôm nay cao hơn hôm qua 3 độ. Như vậy chúng ta sẽ thấy là tính từ cao và số lượng cụ thể là san tủ, 3 độ, cao san tủ. Chúng ta có một cách so sánh nữa, đó là chỉ mức độ so sánh chênh lệch lớn. A bỉ B cộng với tính từ, và chúng ta kết hợp với phó từ cộng hoặc phó từ khái cộng với tính từ. Thì có nghĩa là A có tính chất gì đó hơn hẳn B. Ví dụ, phi chi bỉ hỏa chưa cân khoải. Phi chi bí hỏa chưa cân khoải, nghĩa là gì? Máy bay nhanh hơn hẳn so với tàu hỏa. Đấy, có nghĩa là máy bay có tốc độ chênh lệch hơn hẳn so với đi tàu hỏa. Tiếp theo, ní bỉ tha hái phèo lẹo. Ní bỉ tha hái phèo lẹo. Bạn xinh hơn cô ấy nhiều. Và các bạn lưu ý cho mình là trong câu so sánh chữ bỉ thì chúng ta không được thêm các phó từ chỉ mức độ như là khẩn, phi tráng, thai, vân vân đứng trước tính từ. Ví dụ như câu này là sai này, phú thọ bỉ xiang châu khẩn quẩy. Câu này là sai. Nếu như các bạn muốn nói mức độ chênh lệch lớn thì chúng ta sử dụng các cấu trúc mà mình vừa dạy. Ví dụ như phú thọ bỉ xiang châu quẩy tua lở, hoặc phú thọ bỉ xiang châu cưng quẩy. Đấy. Tiếp theo đó là cấu trúc A bỉ B cộng với động từ cộng tân ngữ. Ví dụ, ní bỉ tha sĩ hoan yên yuệ. Ní bỉ tha sĩ hoan yên yuệ. Bạn thích âm nhạc hơn cô ấy. Đối với cấu trúc này thì thường là rất là hạn chế động từ. Thường ví dụ người ta hay sử dụng động từ sĩ hoan thôi. Ní bỉ tha sĩ hoan yên yuệ. Tiếp theo, đó là cấu trúc A bỉ B cộng với động từ, tợ và tính từ.
Thì đây là một câu so sánh giữa đánh giá giữa hai động tác. Đây, tha bí của bảo tượng khoai. Tha bí của bảo tượng khoai có nghĩa là gì? Anh ấy chạy nhanh hơn tôi. Thế như vậy ở đây là so sánh giữa hai động tác thì các bạn sẽ sử dụng cấu trúc ép. Tha bí của bảo tượng khoai. Anh ấy học giỏi hơn tôi. Tha bí của xuế tợ hảo. Cơ cờ xuế tợ bí của hảo. Như vậy ở dạng cấu trúc ép này, các bạn cũng có thể nói theo cách khác là bạn đưa động từ lên trước là cưa cờ xuế tợ bí của hảo, hoặc các bạn cũng có thể nói cưa cờ bí của xuế tợ hảo. Và trong trường hợp dạng cấu trúc so sánh hai động tác với nhau mà động từ mang tính ngữ thì các bạn chú ý chúng ta có hai cách sử dụng sau. Một là chủ ngữ A cộng với động từ rồi cộng với tân ngữ, sau đó phải lặp lại động từ và tợ bỉ b và sau đó tính từ. Các bạn sẽ xem ví dụ rồi phân tích nhé. Ma mà chua phản chua tợ bí của hảo chư. Mẹ nấu cơm ngon hơn tôi. Ở đây các bạn sẽ thấy A là ma mà, sau đó động từ cộng tân ngữ là chua phản, sau đó các bạn phải lặp lại động từ là chua, sau đó thì mình sẽ so sánh chua tợ bí của hảo chư. À, nấu ngon hơn tôi, ma mà chua phản chua tợ bí của hảo chư. Ngoài ra thì để câu nói không bị dài, các bạn họ không không muốn phải lặp lại động từ thì có một cách nữa, các bạn có thể đảo tân ngữ lên trên. Ví dụ như là cái câu ví dụ thứ hai này, tha han zi xie de bi wo hao kan. Tha han zi xie de bi wo hao kan, như vậy đảo cái han zi lên trước động từ xie. Nếu như các bạn không đảo, các bạn có thể vẫn sử dụng theo cấu trúc đầu tiên là gì? Tha xie han zi xie de bi wo hao kan. Hoặc chúng ta sẽ đảo lên là tha han zi xie de bi wo hao kan. Đối với cấu trúc này, dạng phủ định pu pỉ thì không có nghĩa là so sánh kém, mà các bạn lưu ý ở đây có nghĩa là so sánh xấp xỉ. Cấu trúc A pu pỉ B cộng với tính từ thì đây có nghĩa là A có tính chất gì đó xấp xỉ với B. Nhưng câu cấu trúc này chỉ dùng trong trường hợp giao tiếp nào? Đó là dùng trong trường hợp dùng để phản bác ý kiến của người nói. Ví dụ nhá, mình đưa ra ví dụ này, hai người nói chuyện với nhau này. Tha bí nỉ chung miếng, tha bí nỉ chung miếng, có nghĩa là anh ấy thông minh hơn bạn đấy. B thấy không hợp lý, phản bác lại. Bố tuổi, tha bù bí của chung miếng. Không đúng, anh ấy cũng chỉ thông minh gần như tôi thôi. Bố tuổi, tha bù bí của chung miếng. Như vậy thì các bạn sẽ thấy trong câu so sánh này không phải là anh ấy không thông minh như bằng tôi, không phải so sánh kém mà nó mang tính chất là phản đối và muốn nói là anh ấy cũng chỉ thông minh tầm như tôi thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào dạng câu so sánh bằng và so sánh kém. Dạng so sánh bằng và so sánh kém sẽ đơn giản hơn rất nhiều với câu so sánh chữ pỉ. Các bạn sẽ có cấu trúc là A hiểu B cộng với chưa mơ hoặc na mơ cộng với tính từ. Có nghĩa là A có tính chất gì bằng B. Và nếu như so sánh kém, các bạn thay thế bằng A mấy hiểu B cộng với chưa mơ hoặc na mơ rồi cộng với tính từ. Đây các bạn sẽ xem ví dụ này. Tha dấu của chưa mơ cao, anh ấy cao bằng tôi. Như vậy tha dấu của và sau đó các bạn cộng với tính từ chưa mơ cao. Các bạn cũng có thể không cần kết hợp với từ chưa mơ, chúng ta cũng có thể nói tha dấu của cao, cũng có nghĩa là anh ấy cao bằng tôi. Tiếp theo, chín thiên mấy dầu chúa thiên na mơ rửa. Chín thiên mấy dầu chúa thiên na mơ rửa, hôm nay không nóng như hôm qua. Ngoài ra thì dạng câu so sánh kém còn một cách sử dụng nữa, đó là A mấy dầu B cộng với động từ chưa mơ na mơ cộng tính từ, có nghĩa là A không làm gì bằng B. Tham bế yếu của khảo tờ na mơ khảo. Tham bế yếu của khảo tờ na mơ khảo, có nghĩa là anh ấy không thi tốt bằng tôi. Như vậy các bạn sẽ thấy là khảo tờ na mơ khảo có nghĩa là thi tốt, và so sánh kém đây là tham bế yếu của. Các bạn thân mến, sau khi đã nắm vững được phần từ mới và kiến thức ngữ pháp của bài học hôm nay thì chúng ta cùng nhau vào phần bài khóa nhé. Hôm nay bài khóa đó là hai đoạn hội thoại. Đoạn hội thoại thứ nhất có tiêu đề là Bảy chiên bỉ Sang Hải Ta Bà. Bảy chiên bỉ Sang Hải Ta Bà có nghĩa là Bắc Kinh lớn hơn so với Thượng Hải à.
Thì ở đây các bạn sẽ thấy mẫu câu thứ nhất, bạn Shantan, tức là bạn Jamahon sẽ nói gì? Thiên Phong, Shang Hải, Trần Yang, Wo xiang zuo huo che qu Shang Hải lu xing. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Thiên Phong, Điền Phương, Shang Hải, Trần Yang, Thượng Hải thế nào? Wo xiang zuo huo che, tớ muốn đi tàu hỏa, qu Shang Hải lu xing, đến Thượng Hải du lịch. Bạn Điền Phương sẽ nói gì? Shang Hải hứng hảo, chưa chỉ nén biên hoa hẳn tạ. Chính nén sủ chè, ồ hái chai nào oán lơ, ý cơ tu yuê nơ, ồ tờ ý cơ thống xuế chè, chưu chai Shang Hải. Câu này khá dài, các bạn sẽ thấy là gì? Shang Hải hứng hảo, có nghĩa là Thượng Hải rất là tuyệt. Chưa chỉ nén biên hoa hẳn tạ. Vài năm nay thì thay đổi rất là lớn. Ở đây biên hoa sẽ là động từ, biên hoa khẩn tả. Chín niên sủ chà, wǒ hái zài nà wán de yī ge du yuè nè. Chín niên sủ chà, kỳ nghỉ hè năm nay, tớ còn ở đó chơi đến hơn một tháng. Ở đây các bạn sẽ chú ý cho mình cụm từ là yī ge du yuè, đây nghĩa là hơn một tháng. Wǒ de yī ge tóng xuě jiā jiù zài Shang Hải, một gia đình của một người bạn cùng học của tớ ở Thượng Hải. Tiếp theo, Shang Hải bí Bắc Kinh ta ba. Thượng Hải thì lớn hơn so với Bắc Kinh à? À, câu hỏi đôi chữ ba này có nghĩa là bạn này bạn ý ngầm đoán được đáp án nhưng bạn muốn hỏi lại cho nó chắc. Thượng Hải lớn hơn so với Bắc Kinh nhỉ? Bù, Shang Hải mấy nhiều Bắc Kinh ta. Bố cô rấn khẩu bí Bắc Kinh tua. Shang Hải sư Trung Quốc rấn khẩu dùy tua tờ chấm sư. Chữ chỉ nén dâng chia là bù sảo xin chiên trụ. Shang Hải bị cô chữ biên tờ cưng phiêu lẻng là. Câu này nghĩa là gì? Bù Shang Hải mấy ở Bắc Kinh ta, có nghĩa là Thượng Hải không lớn hơn, tức là ở đây là Thượng Hải không lớn bằng với Bắc Kinh. Bù cô rấn khẩu bí Bắc Kinh tua, nhưng mà dân số thì lại nhiều hơn so với cả Bắc Kinh. Ở đây các bạn sẽ thấy có câu so sánh kém là Shang Hải mấy ở Bắc Kinh. Thế còn câu so sánh hơn là dân khẩu bí Bắc Kinh tua. Tiếp theo, Shang Hải sư Trung Quốc dân khẩu chửi tua tại thành sư, có nghĩa là Thượng Hải là một cái thành phố mà đông dân số nhất ở Trung Quốc. Chưa chỉ nén dân gia là bù sảo xin chiên trụ mấy năm nay. Chưa chỉ nén mấy năm nay tăng lên, mọc lên rất là nhiều kiến trúc mới. Các bạn sẽ thấy có cụm từ bổ sảo ở đây chính là bằng với khẩn tua. Shang Hải bì cô chữ biên hoa cưng phiêu lẹo, có nghĩa là gì? Thượng Hải thì so với trước đây càng đẹp hơn. Shang Hải tờ cung duyên nhớ Bắc Kinh tờ tua mà, nghĩa là gì nhỉ? Công viên ở Thượng Hải thì có nhiều như ở Bắc Kinh không? Đây là câu so sánh bằng các bạn nhé. Shang Hải tờ công viên mấy ở Bắc Kinh tờ tua, dễ mấy ở Bắc Kinh tờ công viên chưa mơ tạ. Nghĩa là gì? Công viên ở Thượng Hải thì không nhiều như ở Bắc Kinh. Đây là câu so sánh kém đây. Shang Hải tờ công viên mấy ở Bắc Kinh tờ tua, dễ mấy ở Bắc Kinh tờ công viên chưa mơ tạ. Có nghĩa là cũng không được lớn như công viên ở Bắc Kinh. Shang Hải tờ tung thiên sư bố sư bí Bắc Kinh nõn khô y tỉa. Mùa đông ở Thượng Hải có phải ấm áp hơn so với mùa đông ở Bắc Kinh không? Thì chúng ta thấy câu so sánh hơn. Bí Bắc Kinh nõn khô y tỉa. Shang Hải bù ý định bí Bắc Kinh nõn khô. Thượng Hải không nhất định, không nhất thiết là ấm hơn Bắc Kinh. 可是我看天气预报，上海的气温比北京高得多。 Nghĩa là gì các bạn? Nhưng mà tôi xem dự báo thời tiết thì nhiệt độ ở Thượng Hải cao hơn nhiều so với Bắc Kinh. Ở đây chúng ta đã có một câu so sánh ở mức độ cao. Shang Hải tờ chi quân bí Bắc Kinh cao tờ tua. Shang Hải tờ chi quân bí Bắc Kinh cao hào chỉ tụ. Bố cô yên vệ ưu dự lì mấy yếu nọn chi, số ý cảm chế hái mấy ở Bắc Kinh nọn khô. Câu này dịch là gì nào? Sự có nghĩa là đúng vậy.
Shanghai là chỉ quan bí bảy chiên cao khó chỉ tủ, có nghĩa là nhiệt độ ở Thượng Hải thì cao hơn so với ở Bắc Kinh mấy độ. Vũ cua có điều là in vây u xử lý mấy ổ nhỏ chỉ, ở trong phòng thì lại không có hệ thống lò sưởi, suối ý cản chế hái mấy ổ bảy chiên nhỏ khổ. Vì thế mà cảm giác là vẫn không có ấm bằng với ở Bắc Kinh. Đó. Shanghai rấn chia lì mấy yếu nhoàn chi. Đây là một câu bày tỏ thái độ kinh ngạc. Hộ gia đình Thượng Hải không có lò sưởi à? Y ban tờ chia thiên mấy yếu bú cua lý quản khứa phan tiền lý yếu. Gia đình bình thường thì không có, nhưng mà khách sạn, nhà hàng thì có. Ở đây các bạn sẽ thấy y ban tờ chia thiên, tức là các hộ gia đình thông thường đấy. Sau đây mời các bạn cùng đến với bài khóa thứ hai có tiêu đề là Ủa bí nỉ cưng sĩ hoan yên duệ. Vẫn là một dạng câu so sánh, tôi càng thích âm nhạc hơn bạn. Lý lão sư, thầy giáo Vương sẽ nói gì? Quáng lão sư, ní sĩ hoan yên duệ mà. Thầy giáo Vương, thầy thích âm nhạc không? Sĩ hoan à, ủa sư cơ yên duệ mí. Quang CD chịu yếu háo chỉ bài trang nọ. Ở đây có nghĩa là gì? Sĩ hoa có nghĩa là thích chứ. Ủa sư cơ yên duệ mí. Tôi là một fan của âm nhạc. Tôi là một người đam mê âm nhạc. Như vậy các bạn sẽ chú ý cho mình cấu trúc. Sư cơ yên duệ mí chính là sư ý cơ yên duệ mí. Quang CD riêng đĩa CD. Chịu yếu háo chỉ bài trang nọ. Đã có vài trăm chiếc rồi. Ở đây các bạn sẽ thấy phó từ hảo đứng trước chỉ dùng để nhấn mạnh số lượng nhiều, háo chí bài trang. Trang là lượng từ của CD nhá. Tiếp này. Ủa dễ hấn sĩ hoan yên duệ, dễ sử bí nỉ cầm sĩ hoan. Ní sĩ hoan cú tiền yên duệ, hái sư sĩ hoan xiên ta yên duệ. Ồ, câu này úa dế hấn sĩ hoan yên duê nghĩa là gì? Tôi cũng rất là thích âm nhạc. Dế sĩ có lẽ bí nhì cần sĩ hoan còn thích hơn cả bạn. Ní sĩ hoan cú tiền yên duê, bạn thích nhạc cổ điển hái sư sĩ hoan xiên tay yên duê hay là nhạc hiện đại? Úa sĩ hoan cú tiền yên duê, sĩ hoan thiên sư chia miếng chữ, hái sĩ hoan thiên miếng cơ. Úa sĩ hoan thiên, ủa sĩ hoan cú tiền yên duệ là gì các bạn? Tôi thích nhạc cổ điển. Sĩ hoan thiên sử chia miếng chỉ, thích các ca khúc nổi tiếng của thế giới. Hái sĩ hoan thiên miếng cơ còn thích cả nghe nhạc dân ca nữa. Ủa ye sĩ hoan cú tiền yên duệ, ní sĩ hoan lưu xiếng cơ chỉ mà. Câu này là gì? Ủa ye sĩ hoan cú tiền yên duệ, tôi cũng thích nhạc cổ điển. Ní sĩ hoan lưu xiếng cơ chỉ mà. Anh có thích nhạc thịnh hành không? Chẩn mà xua nè, khả năng mấy ổ nì mà nén chinh rấn nà mà sĩ hoàn. Ủa chế tơ liếu xính cơ chỉ đà cơ chứ, mấy ổ miếng cơ xỉa tơ hảo. Câu này các bạn sẽ dịch như sau này. Chẩn mà xua nè, nói thế nào nhỉ? Đấy. Khả năng mấy ổ nì mà nén chinh rấn nà mà sĩ hoàn. Một đoạn câu so sánh kém. Có thể là không thích bằng với thế hệ trẻ các bạn. Ủa chế tơ liếu xính cơ chỉ đà cơ chứ, mấy ổ mím cưa xỉa đạo họ, có nghĩa là gì? Tôi thấy lời bài hát nhạc thịnh hành thì viết không hay bằng nhạc dân ca. Yǒu xiě liú xíng cư chǔ de gè cí xiě de hái shì bù chuò de. Câu này nghĩa là gì? Yǒu xiě liú xíng cư chǔ de gè cí, có nghĩa là có vài lời bài hát nhạc thịnh hành. Xiě de hái shì bù chuò de, viết cũng rất là hay. 可是我还是觉得民歌的歌词好。你听，咱们的民歌在那遥远的地方写得多好。câu này các bạn cùng dịch nhé. 可是 là nhưng，我还是觉得民歌的歌词好. Tôi vẫn là cảm thấy là lời bài hát của dân ca hay. Nhỉ thiêng chán mần đờ miếng cơ. Bạn thử nghe cái bài hát dân ca của chúng mình này. Trái na giáo duyệt tờ tỷ vàng, ở nơi xa xôi ấy, xìa tờ tua hảo, viết rất là hay. Ở đây các bạn sẽ thấy tua kết hợp với hảo dùng để trong câu cảm thán tua hảo, nghĩa là rất hay. Chúng ta cùng nhau vào phần luyện tập của bài học hôm nay.
Mời các bạn cùng dịch sang tiếng Trung hoặc tiếng Việt một số các mẫu câu sau. Đó là một số các mẫu câu so sánh mà chúng ta đã học hôm nay. Các bạn hãy dịch câu tiếng Việt này sang tiếng Trung giúp mình. Tôi lớn hơn anh ấy 2 tuổi. Tôi lớn hơn anh ấy 2 tuổi. Chúng ta sẽ nói câu này như thế nào ạ? Chúng ta mình gợi ý tới các bạn đó là mình sử dụng cấu trúc A bỉ B cộng với tính từ và đằng sau là cộng với số lượng là 2 tuổi. Sẽ nói thế nào? 我比他大两岁. 我比他大两岁 có nghĩa là tôi lớn hơn anh ấy 2 tuổi. Tiếp theo, 弟弟比我跑得快. Các bạn hãy dịch sang tiếng Việt. Câu này cũng khá dễ đúng không? 弟弟比我跑得快 tiếng Việt là gì các bạn nhỉ? Các bạn hãy comment xuống dưới nhé. Đáp án là em trai chạy nhanh hơn tôi. Em trai chạy nhanh hơn tôi. Chúng ta sẽ thấy động từ thảo tạo khoai có nghĩa là chạy nhanh và câu so sánh trước bỉ. Tiếp tục dịch sang tiếng Trung giúp. Hôm nay không ấm bằng hôm qua. Ấm áp có nghĩa là gì chúng ta đã học rồi. Ấm áp là nõn khua, nõn khua. Và các bạn sẽ dịch mẫu câu này là gì nhỉ? Xin thiên mấy dầu chúa thiên nà mơ nõn khua. Xin thiên mấy dầu chúa thiên nam ơn nõn khua. Vậy đây là một dạng câu so sánh kém, không bằng, cho nên là chúng ta sẽ dùng sử dụng cấu trúc là A mấy dầu B rồi cộng với tính từ. Các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã học xong bài số 1 trong giáo trình Hán ngữ 3. Bắt đầu vào giáo trình Hán ngữ 3 thì lượng từ mới và kiến thức và ngữ pháp rất là dài. Vì vậy mà các bạn hãy chăm chỉ luyện tập nhé. Các bạn có điều kiện để đến trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương học thì các bạn hãy tham khảo trên website tiengtrunganhduong.com. Và ngoài ra bạn nào không đến trực tiếp được thì cũng có thể tham khảo khóa học trên trang trực tuyến nihao.vn của trung tâm nhé. Và các bạn hãy đừng quên like và ấn nút theo dõi kênh để chúng ta có thể đón xem được nhiều bài học hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. 再见。